mà một cái thị trường đó nó rộng như một cái đại dương. Các bạn hiểu chưa? Nó là chúng ta phải tập trung vào cái thị trường gì các bạn ơi? Thị trường ngắt. Ok chưa? Và một cái thị trường ngắt. À. Và như hồi nãy cái câu chuyện về bất động sản đó. À, các bạn có nhận ra khi mà mình mới nhận ra cái thị trường ngắt đó là cái nơi mà chúng ta mạnh mẽ nhất. Cái nơi mà chúng ta có thế mạnh để chúng ta tập trung vào nhất, các bạn hiểu chưa? Chứ chúng ta không thể đi rộng được. À, có một bạn cũng tham dự chương trình này để mình kể cho các bạn những cái câu chuyện để mà các bạn thấy rằng là chúng ta phải xác định được, còn không là chúng ta sẽ lòng vòng. Và khi chúng ta phát được định được á, là mọi cái thông điệp ở trên online chúng ta điều tiết hết theo đúng cái phần của ta. Một bạn á, bạn vào đây và bạn hồi giờ là bạn làm, bạn chuyên đi setup các sân gôn này cho các cái chủ đầu tư lớn á. Rồi họ đầu tư sân gôn xong là bạn là người huấn luyện nhân viên nội bộ đỡ trong đó, các bạn đưa ra điều này để làm sao nó vận hành một cái sân gôn, và bạn làm việc này mười mấy năm rồi. Và bạn cứ vậy, thứ là có một cái sân gôn nó đầu tư rồi bạn ký hợp đồng rồi bạn đi làm như vậy. Tuy nhiên cái đó nó là lâu đâu mới có mà. Vậy cái công việc hàng ngày là mình phải làm cái gì đây? Và bạn cứ suy nghĩ lòng vòng hoài, và bạn lúc thì đi bán gậy gôn, lúc thì đi bán banh gôn, bán lòng vòng mà chưa có đâu nó ra đâu đó. Thì khi mà vào đây học xong rồi thì bạn mới phát hiện ra cái nick của bạn hồi kia là bạn cứ đi bán như cũ, nó lòng vòng đó, thì vào đây bạn mới phát hiện ra được cái nick của bạn nó rất là tuyệt vời. Nghĩa là bạn gì? Bạn chuyên đào tạo, tức là cũng là hoạt động về gôn nhưng mà chuyên đào tạo cho những người mới tập đánh gôn. Các bạn hình dung chưa? Cái khoản lúc đó họ có thu nhập một chút xíu là họ muốn đánh gôn nhưng mà họ không biết bắt đầu từ đâu. Họ tức là bạn chuyên nhận những cái giờ và dạy cho người ta đánh gôn này, tập gôn, ta từ người ta tập gôn xong bắt đầu người ta mới mua cái thiết bị của họ. Các bạn hình dung chưa? Hồi kia thì ổng cứ chuyên đi bán cái thiết bị mà mấy cái thằng kia nó đâu có biết đánh gôn đâu mà nó mua. Các bạn hiểu kia, mà những cái ông chuyên nghiệp kia thì ổng lại nhập trực tiếp từ nước ngoài không? Các bạn hiểu ra điều này cho nên là cái việc cho nó rất là khó khăn. Và bạn cứ lòng ra ngoài, và bây giờ vô đây là bạn mới mở ra một cái khung trời mới luôn. Là mở ra những cái khóa nhẹ nhẹ thôi, là huấn luyện đánh gôn phi. Thế là ai cũng thoải mái tới huấn luyện đánh gôn. Ông nào muốn thêm nữa thì bạn mới giúp cho thuê những cái giờ ở trong sân gôn và vào gì đánh, và khi mà họ nghỉ rồi thì họ càng có cái bộ đồ nghề đánh gôn. Và thế như vậy cái chương trình nó cứ nó đi ngọt như vậy, và cái thông điệp bạn tập trung vào cái thị trường gì vậy? tập đánh gôn chứ không phải là bán dụng cụ gôn nữa. Các bạn có nhận ra điều nào? Tôi có nhận ra điều này các bạn ơi, tức là rõ ràng rồi, hiểu ra vấn đề rồi, và mình tập trung vào gì thì khách hàng mình nó mơ vậy. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và lúc đó bắt đầu mọi cái thông tin trên website đồ này kia đảo chiến lược hết, là nó trở thành web gia gì huấn luyện gôn cho người mới bán. Bắt đầu có những khóa huấn luyện miễn phí không thành cái chỗ mà đi bán dụng cụ gôn nữa. Bạn hình dung chưa? Nhưng mà bản chất đằng sau ổng có bán dụng cụ gôn không? Có. Nhưng mà lúc xưa ông nói ông đi bán dụng cụ gôn thì trẻ ơi, ai muốn? Các bạn có hình dung ra vấn đề chỗ đó chưa? Hình dung chưa các bạn ơi? Chúng ta phải hiểu ra được cái vấn đề. Chúng ta phải biết thực sự khách hàng chúng ta nó nằm ở cái chỗ nào để chúng ta tập trung vào. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Các bạn thấy này, tôi gọi mà tuyệt vời các bạn ơi. Giang tôi đây, vỗ vai mọi người bên cạnh điều này rất là tuyệt vời. Chúng ta phải hiểu ra được cái thị trường nít chúng ta ở cái chỗ này. Ngày hôm nay nè, các bạn biết á, người ta mới nghiên cứu và điều tra này, cái thị trường ăn vặt á của Việt Nam chúng ta nó rất là lớn. Thị trường ăn vặt nó rất là lớn, nó tới 13.000 tỷ. Cái thị trường đồ ăn vặt á, nó cực kỳ lớn, nó mới từ 13.000 tỷ. Người ta tính toán là bắt đầu cái độ tuổi mà khoảng chín mấy, chín mấy, không biết này ô mấy rồi. U9 đó đúng không? U9 đó đúng không? Là người ta tính toán là cái U này nè, nó chi cho ăn vặt lớn lắm. Ok chưa? Người ta tính toán là một tháng họ chi ra khoảng 900 ngàn cho tiền ăn vặt, ăn chơi, ăn vặt á, như trà sữa nè,
như chữ, những cái món gỏi cuốn rồi này, cái bạn nêu ra điều này cho mọi người đó tính toán một tháng đó, người họ chi ra và cái độ tuổi đó người ta tính toán hiện tại Việt Nam và cái lượng người mua đó, ok là một năm đó, nó khoảng 13.000 tỷ, các bạn nêu ra điều này cho lớn lớn các bạn ơi. Đó là lý do vì sao mà gần đây các cái công ty các bạn mình đang phân tích thị trường để các bạn hiểu ra, và gần đây các cái công ty nước ngoài nó vô và nó đi về cái mạng nó nhiều, các bạn hiểu ý của đâu ạ? Họ sử dụng cái dữ liệu big data mà họ phân tích ra và họ hiểu rằng cái thị trường của Việt Nam chúng ta, cái dòng tiền nó chạy vô cho đó. Các bạn hiểu ra điều nào các bạn ơi? À, nên người ta tập trung vào đó để người ta đón cái dòng tiền chỗ đó. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cái thị trường ăn vặt rất lớn đó. À, ăn chơi ăn vặt á. À, trung bình một người bỏ gần 1 triệu một tháng, và họ tính toán có những người thu nhập một tháng lương họ khoảng có 4-5 triệu thôi, mà họ cắt ra gần 1 triệu để gì ạ? Ăn vặt. Và các bạn có cảm giác cái điều này nó đang diễn ra trong chính con người của bạn không? Có. Đúng không? Quốc có ly trà sữa 30.000 rồi có không? Mà một tuần cũng uống vài ly. Có không? Có. Đúng không? Chưa mập. Đúng không? À, nhìn ông chưa mập là biết rồi. Ok bạn. À, mình thấy ông lúc nào cũng nhón nhép, gặp ông lúc nào cũng nhón nhép á, còn là ăn vặt không à. Các bạn ra đều là cho dạy, thì nếu mà các bạn đi vào cái thị trường này thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta đóng cái chỗ nào ở trong cái phân khúc này, hiểu không ạ? Hiểu không các bạn ơi? Chứ còn các bạn mà đi bán đồ ăn vặt chung chung thì làm sao mà các bạn bán được? Vậy thì cái thị trường nhất của chúng ta trong cái thị trường 13.000 tỷ đó là cái chỗ nào? Các bạn hình dung chưa? 13.000 tỷ đó nó là chỗ nào? 13.000 tỷ một năm đó nó là chỗ nào? Các bạn hình dung chưa? Phải chọn ra và chúng ta phải quét sâu vào để chúng ta khai thác. Các bạn hình dung chưa? Hàng kia nó vào chỗ trà sữa, nó phục vụ cho cái miệng uống. Các bạn hiểu ra thì chúng ta phải vào, chúng ta phục vụ cái phân khúc chỗ nào? Và đó là chính bánh cuốn thì sơn nó đã biết cách nó khoét vào cái chỗ bánh cuốn. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Để cho mọi người ăn vặt, ăn chơi thôi. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Bạn kia thì bạn khoét vào cái chỗ này khô gà nướng lá chấm. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Có một bạn nữa thì nó khoét vào đậu phộng cá cơm. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó ràm ra cái thố đậu phộng cá cơm như vậy nè, rồi mọi người cứ mua về và cứ ngồi bắp ăn nhé. Ok bạn ơi. Các bạn hình dung ra và bắt đầu nó khoét vào, mỗi đứa nó sẽ khoét vào và nó sẽ có những cái điểm khác nhau. Các bạn thấy này thú vị không? Thú vị các bạn ơi. Vậy các bạn hình dung ra cái thị trường chưa? Hình dung chưa? Hình dung chưa? Rồi chúng ta có một phút thảo luận. Bạn nào chưa hình dung thì bắt đầu giơ tay lên hỏi. Giơ tay ra. Vỗ tay vào những người bạn của mình, điều này quá tuyệt vời.